Hello mọi người nha, chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Mình là DH Sport đây. Thì hôm nay Huy sẽ lên một clip chia sẻ về một cái chủ đề mà cái lúc mà mọi người còn nhớ Huy đăng cái bài viết mà cứu vượt bơm không? Thì mọi người ai cũng hỏi Huy là ủa sao vượt bơm lướt được mày giá mắc gần bằng vượt của từ shop ra vậy. Thì hôm nay Huy sẽ làm một clip chia sẻ về một vấn đề nói rõ cho mọi người biết là phân biệt luôn là hàng lướt là như thế nào và hàng bị khách bơm nó sẽ như thế nào. Thì mọi người cùng theo dõi hết video này nha. Nếu mà mọi người theo dõi hết video này đừng quên thấy hay, đừng quên like, subscribe kênh. Những lúc đăng ký kênh nhấn chuông nhận được những thông báo mới nhất từ kênh YouTube của DH Sport nha. Và đừng quên là nhớ like cho fanpage của Huy nha. Ok, bây giờ thì Huy xin bắt đầu video thôi. Let's go. Ok mọi người, thì cái video này thì Huy sẽ nói tóm gọn cho mọi người nghe ha. Thì vợt lướt là vợt như thế nào? Ví dụ Huy mua một cây vợt Caliber 300B hàng new là 1,5 triệu. Huy mua thêm cước nữa là 1,640 triệu, đúng không? Nhưng Huy đánh 3 tháng, ví dụ thôi, đánh 3 tháng vợt chạy xước một chút xíu, Huy đăng, Huy chụp hình lên, Huy bán. Cái đó mới gọi là vợt lướt. Vợt lướt là vợt cũ đã từng qua sử dụng và tình trạng vợt là 98%. Chơi 3 tháng, càng chỉ mới qua 2 lần cước. Ví dụ vậy, tình trạng còn 98-97% chẳng hạn. Chỉ ví dụ thôi nha, chứ không phải hàng thật nha, chứ không phải nói kia nha. Thì Huy đăng lên, Huy bán. Cái đó mọi người có thể trả giá là dưới 1 triệu hoặc là 700-750-800, ok, không sao hết. Nhưng mà cũng là một cái vợt luôn, bị khách bơm thì sao nhỉ? Cũng lên dây, nhưng mà Huy bán lại với một mức giá là 1,350 triệu. Mà tại sao là không phải bán với giá 1,4 triệu? Thì vì đơn giản, vợt từ shop qua khách, từ khách chuyển về qua shop bị bơm, là khách không nhận hàng, thì cái đó mới gọi là vợt bị khách trả về. Chưa chơi, chưa đánh, nhưng mà khách yêu cầu lên lưới, thì cái đó là Huy mới lấy cái giá đó trừ cái tiền lưới ra, chỉ còn 1,350 triệu để bán cho các bạn một cái vợt mới hoàn toàn, còn bảo hành nguyên sinh 3 tháng. Còn một cái vợt mà đã qua sử dụng được gọi là vợt lướt thì nó sẽ có tình trạng là 98-97%, chơi khoảng 1,5-2 tháng, báo cáo tình trạng là vợt căng qua mấy lưới, chụp cái ren vợt là một, tình trạng bao nhiêu phần trăm, xước hạt két hay xước dâm hay là xước nặng hơn là loại carbon, thì cái giá lại càng khác nữa. Nhưng sau khi chơi qua 3 tháng thì nó còn bảo hành hay không thì giá lại càng tụt. Giá nó tụt hay thăng, tụt hay là tăng tùy vào cái mức độ mà còn bảo hành của cây vợt. Nếu chơi qua 3 tháng xước carbon thì trả giá cực kỳ thấp. Tuy nhiên còn trong thời gian bảo hành, ví dụ mà có xước dâm thì cái giá nó cũng tầm 1 triệu hoặc là 1,100,000 hoặc là 950,000 hoặc là 900,000. Cái đó cũng là một cái giá khá là trung bình cho một cái vợt mà đã vợt mua cũ lướt. Còn một cái vợt mà bị bơm mà bán lại thì nó lại cái giá lại gần như là gần giống như là chỉ trừ 15% chiết khấu của cái vợt thôi. Ví dụ một cái vợt lên là chiết khấu 30% đi, bị khách bơm về bán lại với một mức giá khác, tuy nhiên chiết khấu nó cũng bị giảm 15%, nó chỉ còn có 1,350 triệu. Huy nói chỉ nói ví dụ thôi nha, chứ không phải là tính toán cái kiểu kia cho các bạn dễ hiểu nha. Huy nói ví dụ cho bạn dễ hiểu. Ví dụ 1,640 triệu là có lưới, tuy nhiên vợt từ khách qua tay, chuyển về tay lại shop chưa mở, chưa kiểm tra hàng, khách gọi khách không nghe máy, thì cái đó còn được nghĩa là hàng bơm, là khách không nhận hàng, khách hủy hàng mà khách chưa báo với shop một tiếng luôn, nó gọi là hàng bơm. Thì cái tình trạng vợt của nó còn nguyên si, chỉ là mới căng cước một lần mà chưa đánh luôn, qua tay khách để cho khách test, cho khách kiểm tra hàng đàng hoàng luôn, nhưng mà khách không nhận, khách hủy hàng, thì cái đó cái giá của nó sẽ bị giảm xuống. Tuy nhiên nó sẽ không có giảm quá sâu, đánh rồi mới giảm sâu, còn chưa đánh gì hết, còn giá bảo hành kẹp trong đó thì cái giá đó 1,350 triệu. Có một số người hỏi ơi, ủa sao bạn bán vượt lướt mà cái giá nó giống vượt từ shop vậy? Cái Huy mới giải thích. Thì bạn nó nói ok, để mình tham khảo thôi.
cái từ tham khảo thêm đó là chắc chắn cái bạn nó sẽ không mua shop Huy nữa và qua shop khác mua hàng lướt. Cái tình trạng hàng lướt bên mình á, Huy không bán vật lướt, tại vì vật lướt vốn dĩ vật lướt qua sử dụng, bên Huy không mua lại và kiểu như là không có bán vật lướt luôn, hầu như không bán vật lướt luôn, trừ khi vật đó bị bom Huy mới bán lại với một mức giá rẻ hơn cho các bạn dễ tiếp cận, thay vì là một cái vật 2.3 triệu hàng bom về Huy chỉ bán cho các bạn 2 triệu đúng rồi, hoặc là 2.2 triệu hoặc 2.150.000 hoặc 2.1 triệu. Cái đó được gọi là hàng bom đó bạn, giá là hàng bom đó, chứ không phải là cái vật 2.5 triệu bom về Huy bán 2.4 triệu. Cái đó thà các bạn bỏ 200.000 nó ra một cái vật mới đúng không? Chắc chắn mọi người coi tới đây mọi người sẽ nói câu này. Tuy nhiên thì Huy sẽ thay vì một cái vật 2.5 triệu, 2.5 triệu đi, thì Huy sẽ bán 2.350.000 hoặc là 2.3 triệu free ship luôn. Thì cái đó mới được gọi là giá hàng bom. Còn giá hàng lướt nó khác. Hàng lướt là có chạy xước, căng hai qua lần gen, kiểu như thay ren luôn rồi nha, thay ren mới, căng qua một cọng khi dây khác, thì cái giá lên là càng giảm sâu hơn nữa. Thì có một anh khách, anh gọi cho Huy là có một bạn kia mua cái cây Upfox 20 xước nhiều rồi, không còn thời gian bảo hành, bạn ấy bán 600, tuy nhiên Huy chỉ trả cho anh khách đó là 400, tại vì cái giá trị của một cái vợt, giá ban đầu của mọi người mua giá càng thấp á, giá rẻ chung trơn, kiểu như là trên cái mức giá rẻ gọi là trung cấp thôi, nó chỉ tầm 1.3 triệu, 1.2 triệu thôi, giờ Upfox 20 á, thì Huy sẽ trả với một giá là 400, xước, có thay qua mấy lần cước luôn, và hết bảo hành, Huy sẽ trả 400. Vợt cao cấp thì Huy sẽ trả nương tay một chút, nương cái giá một chút, còn cái vợt mà thấp cấp, Huy sẽ trả giá như thế. Và anh khách đó kiểu như là cũng không biết cách trả giá mới nhờ Huy trả giá giùm, thì ok, Huy trả giá giùm luôn, 400 là mức giá hợp lý. Nếu mà 600 thì anh đó sẽ lỗ. Cái này Huy nói thật, Huy chỉ cho bạn cách luôn. Còn hàng lướt với lại hàng bơm nó khác chỗ nào thì Huy cũng đã giải thích cho mọi người nghe rồi. Mọi người còn chưa hiểu chỗ nào nữa, mọi người đừng quên là like, share, subscribe kênh, nhấn nút đăng ký kênh để nhận được những thông báo nhất từ kênh YouTube của DH Sport nha mọi người. Ok, còn ai chưa biết hỏi về giá thành, ủa sao giá nó ảo vậy, thì mọi người cứ email trực tiếp qua Zalo của Huy, Huy sẽ giải thích ha. Còn cái vụ hàng bơm với hàng lướt á, Huy cũng đã giải thích cho các bạn nghe rồi. Ok, bye bye mọi người. Và theo số tài khoản Huy, các bạn yêu thương Huy đừng quên là like, share, subscribe kênh, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ Huy và donate cho những lần Huy livestream, và cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Bye bye.